Sau 55 năm sống ở nước Pháp, giáo sư Trần Văn Khê trở về Việt Nam ở phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ấn tượng đầu tiên khi đến thăm nhà ông là một gian phòng rộng, ấm áp. Xung quanh đều là đàn, trống, chiêng. Những loại nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam. Cụ của ngoại ông là tướng quân Nguyễn Tri Phương. Ông ngoại ông là Nguyễn Tri Túc cũng say mê âm nhạc, có ba người con đều theo nghiệp đờn ca. Một trong số đó Nguyễn Tri Khương, thầy dạy nhạc và là nhà soạn tuồng cải lương nổi tiếng. Bên nội, ông cố của giáo sư Trần Văn Khê là cụ Trần Quang Thọ, một nhạc công của triều đình nhà Nguyễn. Ông nội là Trần Quang Diệm đã nối nghiệp gia đình, nổi danh với đàn tỳ bà, biết đàn kìm, đàn tranh. Cha của giáo sư Trần Văn Khê là người con thứ bảy của ông Trần Quang Diệm. Ông tên Trần Quang Triều, giới tài tử Nam Bộ thường gọi là Bảy Triều. Ông Bảy Triều được mọi người kính nể do có khả năng đàn rất giỏi nhiều loại đàn, đặc biệt là đàn kìm và đàn độc quyền. Dạ thưa giáo sư, cơ duyên nào đưa giáo sư đến với con đường âm nhạc dạ? Hồi có thai mẹ tôi là cầu năm tôi đó, mỗi một ngày chiều thổi sáo cho thai nhi nghe. Rồi tôi vừa ra chào đời thì có tiếng sáo chào đời. Cho nên vì vậy mà thấm nhuần âm nhạc từ cái lúc còn trong bụng mẹ, lớn lên rồi sống trong nhà, lúc nào cũng nghe tiếng đờn, ngày thường cũng đờn, ngày Tết cũng đờn. Thì thành ra nó làm như là cái âm nhạc nó thấm nhuần ở trong tôi, cũng như cái tiếng nói, hiểu biết nói là biết ca. Rồi là hồi 6 tuổi thì tôi đờn kìm, 8 tuổi đờn gò, 12 tuổi đờn tranh, 14 tuổi đứng trong nhạc. Thì là do đó cho nên âm nhạc nó không thể nào mà nó rời tôi được, là bởi vì nó đã dính liền trong đời sống tôi từ lúc mẹ tôi còn mang trong bầu thai và cho tới lớn. Được sinh ra trong một gia đình hai bên nội ngoại có mấy đời đều là nhạc sĩ. Lúc còn ở trong bụng mẹ, giáo sư tiến sĩ diễn sĩ Trần Văn Khê đã được nghe lời ca tiếng hát hòa quyện cùng tiếng sáo, tiếng đàn di du thánh thoát của những người thân yêu. Ông sinh năm 1921 tại làng Vĩnh Kim, Quyền Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Là con của ông Trần Quang Triều và bà Nguyễn Thị Dành. Bà sớm tham gia cách mạng, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 và bị thương rồi mất trong năm đó. Lúc ấy ông mới vừa 9 tuổi. Cha ông vì thương nhớ vợ nên cũng qua đời sau đó. Mồ côi cha mẹ khi mới lên 10 tuổi, giáo sư Trần Văn Khê được người cô ruột là bà Trần Ngọc Diện nuôi dưỡng. Bà Ngọc Diện là người đã sáng lập gánh cải lương Đồng Nữ Bang, là một trong những nghệ nhân âm nhạc cổ truyền nổi tiếng. Bà Ngọc Diện đã cho giáo sư Trần Văn Khê đi học võ, học chữ và tiếp tục học đàn. Một gia đình đã góp phần gìn giữ, lưu truyền và truyền bá nền âm nhạc truyền thống rất đặc trưng của Nam Bộ qua nhiều đời, nhiều thế hệ. Rồi qua bên Pháp tôi được may mắn tôi được làm một cái luận án thân sĩ với đề tài cũng âm nhạc, rồi được vô trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp, người ta cũng phái cho tôi về cái phe âm nhạc, mà đề tài của tôi là tiếp tục nghiên cứu về bề sâu âm nhạc của Việt Nam và âm nhạc của châu Á. Thì thành do đó cả một cuộc đời từ nhỏ cho tới lớn, âm nhạc nó đối với tôi là một cái chuyện gần như là một hơi thở mỗi ngày. Giáo sư Trần Văn Khê có một điều rất hay và lạ, như một biệt tài. Khi nói về đàn tranh, ông nhại được tiếng đàn tranh. Khi nhắc đến trống cơm, ông cũng nhại được tiếng trống cơm. Đó là một trong những điều thú vị mà ông đã thu hút được rất nhiều người nước ngoài yêu nhạc cụ Việt Nam. Năm 1943, giáo sư Trần Văn Khê lập gia đình với bà Nguyễn Thị Sương. Ông có 4 người con: Trần Quang Hải sinh năm 1944, con trai lớn nối nghiệp cha, tham gia giảng dạy ở một số trường đại học với nhiều môn chuyên ngành
thuộc lĩnh vực về âm nhạc. Trần Quang Hưng sinh năm 1946, con gái lớn Trần Thủy Tiên. Con gái út Trần Thị Thủy Ngọc sinh năm 1950, biết sử dụng một số nhạc cụ dân tộc, thành thạo đàn tranh, đã cùng ông tham dự các đại hội nhạc lớn của một số nước trên thế giới. Năm 1946, ông tham gia kháng chiến. Năm 1948, bị bắt giam tại Port Cardinal. Năm 1949, hoạt động bị lộ, ông rời Việt Nam sang Pháp, vừa lánh nạn vừa du học. Dù xa quê hương, nhưng tiếng đàn tranh, đàn cò cứ réo rắt trong lòng. Xuất thân trong một gia đình có đến 4 đời là nhạc sĩ, chuyên về nhạc cụ dân tộc, giáo sư Trần Văn Khê thừa hưởng được tố chất âm nhạc từ tổ tiên. Ông biết sử dụng một số nhạc cụ dân tộc khi còn rất nhỏ, 6 tuổi biết đàn kiềm, đàn nhị khi vừa 8 tuổi, 12 tuổi biết đàn tranh. Từ những nhạc cụ truyền thống ấy, giáo sư Trần Văn Khê như một đại diện trong việc truyền bá ra thế giới âm nhạc dân tộc Việt Nam. Dạ thưa giáo sư, con được biết giáo sư có nhiều năm học tập và công tác ở nước ngoài. Vậy thì lúc đó hình bóng quê nhà trong giáo sư như thế nào dạ? Hình ảnh của đất nước thì luôn luôn cũng có. Mà riêng đặc biệt là cái quê hương của tôi là cái quê hương Tiền Giang. Nó có nhiều cái chuyện nên thơ, nó có con sông Sầm Giang chảy dài, mà hễ nước rồng đó là từ Vĩnh Kim đi ra Rạch Gầm, rồi nước lớn từ Rạch Gầm trở vô. Mà không phải riêng tôi nhớ đất nước. Khi mà năm 1939-40, hai nhà thơ Xuân Diệu và Quy Cận có tới lên trên tại Tiền Giang, là lên tại vì hồi đó mà Xuân Diệu thì làm về sở thương chánh ở Mỹ Tho, mà đi lên trên làng Vĩnh Kim, nghe nói trên này có một cái làng có gia đình đờn ca tài tử, thành ra mới lên thăm. Rồi thành ra anh Mỹ Ca là con của cậu Tư tôi, chị Sáu Hường, chị Bái Trang, đừng tranh anh Mỹ Ca đừng violon, tôi đừng kiềm, Trạch em tôi ca, thì chúng tôi mời Xuân Diệu đi với Quy Cận, đi trên một chiếc thuyền, ngồi đêm đó nghe nhạc dài dài theo trên con sông Sầm Giang, rồi tải ăn thì lại cho cháo gà, rồi tráng miệng thì tàu thân. Mà chỉ có một đêm đó không, mà Xuân Diệu nhớ luôn cho tới năm đó là năm 1940, khi là 1976, tức là mấy chục năm sau gặp tôi, mà Xuân Diệu còn nhớ. Cho nên cái bài thơ mà Xuân Diệu làm để mà tặng một quyển sách đó, về nghiên cứu về Kiều, cũng có nhắc tới Vĩnh Kim. Hỡi lòng ta nhớ Vĩnh Kim, dừng trăng chợ giữa cái đêm buông thuyền, rì rào dừa nước hai bên, dòng sông mát lạnh ấm hiền lòng sông. Chúng ta trẻ lắm cùng chung, say thơ mê nhạc đắm cùng thiên nhiên. Ấy đêm nhạc trỗi trong thuyền, tiếng ca tài tử tiếng quyền tài năng. Mới đây mấy chén tàu thân, mà 30 năm chừng đã qua. Bạn ơi, tổ quốc chúng ta cùng chung nhau đó mãi xa cách gì. Nắm tay thật chặt Văn Khê, hẹn nhau chợ giữa ta về ngày mai. Chợ giữa là cái làng tôi ở đó, rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non luôn dựng lắng tay chung kỳ. Thì ai đi tới một lần còn nhớ, tôi cũng còn nhớ. Tôi nhớ con sông Sầm Giang, tôi nhớ cái lúc sau, lúc trước có chiếc đò chèo ngang, mỗi ngày tôi chèo đò đi chơi. Rồi sau đó có cái cầu mà nhà thơ Khổng Nghi đặt tên là cái cầu Ô Thước, cũng như là để cho con quả nó đắp cái cầu để cho Ngưu Lang chức nữ gặp nhau, nó đầy thi vị. Thì thành ra tôi vẫn nhớ dữ lắm. Thế nhưng mà đối với tôi, nhớ mà không đau khổ là bởi vì hình ảnh nó ăn sâu vào trong tâm khảm của tôi. Lúc nào tôi nhắm mắt lại tôi cũng thấy cái nhà tôi ở như thế nào, con sông chảy như thế nào, cái chợ như thế nào, chỗ tôi học như thế nào, học hồi còn tiểu học, mấy ông thầy dạy tôi là ai. Mẹ tôi hồi đó là người đó đầu tiên đã nghĩ ra mà cái chuyện trồng vú sữa, trồng 100 cây vú sữa, mà sau này thành vú sữa Lò Rèn đó. Thì cái miếng đất đó tiếc là bán để mà lấy tiền cho những người cách mạng. Thì thành ra có nhiều cái kỷ niệm như vậy.
mà mỗi lần tôi nhớ nó có một cái êm ái dịu dàng. Mà trong làng của tôi, cậu Tư, cậu Năm là đều dàn người có nhạc. Ngày mùng 2 thì lại là hội lại đờn tài tử. Rồi cha tôi đờn, lần mà chế ra cái dây tố lan. Ngoài dàm có cô Sáu Ngọc là cái người ca bài Tứ Đại rất hay. Mà khi cha tôi đờn kìm cô Sáu Ngọc ca là cả làng bu lại tới nhận nghe. Rồi tôi hồi đó 5-6 tuổi mà tôi nhớ tôi cái hình ảnh ở ngoài sân đầy người ta hát thấy. Rồi người ta nghe ta thích quá, người ta đứng giữa, có nhiều người đứng giữa cái dách nhà tôi là nhà dách tre, giữa ngã cái dách cái rầm. Thì tất cả mấy cái kỷ niệm êm đềm đó lúc nào nó cũng ở trong lòng tôi. Mà dù cho đi đâu đi nữa, có bao nhiêu danh lam thắng cảnh bên ngoài cũng không làm sao mình không làm sao quên được cái quê hương của mình. Giáo sư ơi, khi mà giáo sư nhớ về quê hương của mình á, thì giáo sư đã làm gì cho nỗi nhớ đó được vui ngoai, thưa giáo sư? Dạ, thường thường nhớ thì nó có một cái, chỉ cầm cái đờn lên dây là đờn mấy khúc, tức là thấy trong lòng nó là êm dịu. Thì là khi nào mà cầm đờn, cho nên tôi nói đờn rao đất nước thấy thêm gần. Đờn rao đất nước thấy thêm gần. Chỉ cần rao đờn một cái thì thấy bao nhiêu đất nước gần một quên. Mà ngoài ra đó thì là ở chỗ đó là tôi có những người bạn, có những người thi sĩ, có những bà con, có những người anh chị em. Thì tất cả những người đó sau lớn lên rồi cũng có dịp còn cũng vẫn gặp nhau. Nhưng bây giờ tiếc là tất cả những người thân của tôi thời gian đó đều ra diễn diễn ra đi. Tôi cái may là còn được thấy trong đất nước, trong cảnh thanh bình, thì điều đó cũng là một cái điều may mắn lắm, là bởi vì tôi đi xa quê hương, sống 55 năm bên nước Pháp, trở về đây gặp gỡ, sống trong nước Việt Nam, được tấm nhuần trong văn hóa Việt Nam, trong văn chương Việt Nam, trong tiếng nói Việt Nam, trong công việc làm và trong người con người Việt Nam, thì điều đó tôi vui lắm. Từ năm 1965 đến năm 1988, giáo sư Trần Văn Khê là giảng viên bộ môn dân tộc nhạc học tại Đại học Sorbonne, Paris. Ở trường đại học này, ông đã hướng dẫn nghiên cứu sinh và là giám khảo của hơn 40 cuộc thi cao học và tiến sĩ. Từ năm 1970 đến năm 2004, ông còn là giáo sư thỉnh giảng cho hơn 15 trường đại học khắp thế giới. Riêng thuyết trình và biểu diễn âm nhạc truyền thống của Việt Nam, ông đã tham dự trên 20 liên quan âm nhạc thế giới, trên 200 hội nghị quốc tế về âm nhạc ở các Nam Châu. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ văn chương với đề tài âm nhạc truyền thống Việt Nam. Sau đó ông tham dự ngay hội nghị quốc tế âm nhạc. Trong buổi hòa nhạc, giáo sư Trần Văn Khê với đàn tranh, đàn cò được giới âm nhạc nước ngoài biết đến như đại diện cho nền âm nhạc Việt Nam. Năm 1960, ông được cử vào ban chấp hành của Hội đồng Quốc tế, giám đốc Trung tâm Nhạc học Đông Dương thuộc Viện Nhạc học Paris. Không những có công trong việc truyền bá, thuyết trình về âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam, qua quá trình giảng dạy, tham gia hội thảo, các buổi nói chuyện diễn đàn, giáo sư Trần Văn Khê còn phát huy tài năng của mình qua những công trình nghiên cứu. Những bài viết, tác phẩm của ông đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Âm nhạc truyền thống Việt Nam xuất bản năm 1962-1967. Múa rối Việt Nam xuất bản năm 1984. Trần Văn Khê và âm nhạc dân tộc xuất bản năm 2000. Đặc biệt là năm quyển hội ký, giáo sư Trần Văn Khê gần như góp nhặt lại những kỷ niệm buồn vui, những kiến thức cơ bản trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Ông còn đóng góp trong các bách khoa thế giới bằng những bài viết về âm nhạc Việt Nam. Thưa giáo sư đã đi nhiều nơi trên thế giới, biết được nhiều nền âm nhạc khác nhau. Vậy theo giáo sư, nền âm nhạc Việt ra sao ạ? Không, âm nhạc Việt thì tôi không so sánh bao giờ. Bởi vì nó không thể so sánh, nó khác nhau. Mỗi một cái nó có một cái cá tính. Thế nhưng mà lấy gì mà một cách tuyệt đối mà nói đó,
thì âm nhạc Việt Nam không phải hay hơn âm nhạc các nước khác đâu. Nó khác biệt hơn, nhưng mà nó phù hợp với người dân Việt Nam, là âm nhạc nó phù hợp với tiếng nói của người Việt Nam, tâm hồn của người Việt Nam, cách cảm nghĩ của người Việt Nam. Thì vì đó mà cho nên tôi vẫn thương yêu âm nhạc Việt Nam, mặc dù rằng đi tai tôi nghe đã không biết bao nhiêu thứ nhạc, nhạc hay lắm, nhạc nào nó cũng có cái hay của nó. Từ nhạc Ấn Độ cũng hay, Ả Rập cũng hay, Ba Tư cũng hay, và âm nhạc phương Tây nó cũng có cái hay của nó. Thế nhưng mà không thể so sánh âm nhạc nào với âm nhạc nào. Mỗi âm nhạc nó có một cá tính. Thế nhưng âm nhạc Việt Nam nhờ nó có những cái luyến lái, nó có những cái tiếng nhấn, tiếng rung, nó làm cho xoáy trọng con người. Mà cho nên một cái câu nhạc mà mình nghe, mình nhờ có cái cách đờn của mình mà nó có diễn tả ra được. Chứ nếu mà cứ nghe tiếng đờn mà suông, tiếng như tiếng đồn piano, nó không thành làm sao thấm trong lòng mình được hết. Cái chữ đờn nào ra chữ nấy. Bởi vì theo âm nhạc Việt Nam mình, cái khi trong âm nhạc của Việt Nam mình, cái bừng đờn tay trái sanh đẻ ra cái thanh, rồi tay mặt đưa cho nó một cái êm ái dịu dàng, cũng như cái bằng tay mặt cho cái xác, bằng tay trái cho cái hồn nhập trở lại lung linh, thì thành ra âm nhạc nó rất hay. Thí dụ như liêu sang xế sang sàng, liêu xế liêu sàng, xế liêu sàng xế sang. Nếu nói vậy thì nghe đâu có, nó có ra hơi gì. Nhưng mà khi nói sàng 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 sàng, liêu liêu xế liêu sàng, liêu liêu sáng sàng, liêu xế sáng, nghe nó có thâm thúy. Âm nhạc mình mỗi một chữ nhạc nó có được tô điểm, mà âm nhạc mà không được tô điểm thì như một đêm mà không trăng, như một dòng sông không nước, như một cái vườn không hoa. Thì âm nhạc Việt Nam luôn luôn được tô điểm, cho nên nó có những cái hơi thì đổi cái chữ sang không đó, mà mình đờn bốn cách, đờn dụng theo hơi bắc thì nó vui, thì nó ngang hay này, công liêu công si sang, sự sang họ sự sang mà vui. Còn nhưng mà làm theo giọng quán thì nó hơi luyến phấn, nó hơi quê dạng một chút. Công liêu công si sang, sự họ cộng họ sự sang, nó có rung chút xíu. Nhưng mà làm thơ sang mà thanh thản vui đó thì liêu si sang sang, liêu xế sàng 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 vui. Nhưng mà buồn nó thì liêu xế sàng hò xế liêu sàng xế sàng, đâu có cái nước nào mà thuần một chữ đờn mà đờn bốn cách, nó thành nó bốn tình cảm khác nhau. Tính đến đô là đô thôi, thì thành ra đối với người Việt Nam mà khi mà một cái tiết nhạc không được tô điểm nữa, nó cũng như cái xác mà không có hồn, thì thành ra âm nhạc khác không phải vậy, họ dở hơn mình, nhưng người ta hay cái chỗ khác, người ta phù hợp trong cái chỗ khác. Còn âm nhạc của chúng ta nó có một cái tế nhị phù hợp với cả tiếng nói của Việt Nam, có cả thanh giọng sắc quyền nặng hỏi ngã rồi, thì cái tiếng nhạc nó đi quyện theo cái thanh giọng, mà nó làm cho con người mình thấy nhạc và thơ gặp vào nhau. Thì trong nhạc và thơ gặp vào nhau như là một cái cuộc hôn nhân đẹp đẽ giữa thi ca và âm nhạc trong âm nhạc Việt Nam. Dạ, con xin thay mặt chương trình cảm ơn không? Xin cảm ơn ở đài truyền hình Tiền Giang cho tôi có dịp nói mấy chuyện về âm nhạc, và luôn dịp đây xin thân mến chào tất cả quý vị thính giả của đài truyền hình Tiền Giang nói riêng, và đài truyền hình của các nơi các bạn có dịp nghe theo đây, để mà thấy được một chút gì hình ảnh và hương vị của Tiền Giang là quê hương của tôi, mà lúc nào tôi cũng để trong tim và để thương yêu. Kính chào quý vị thính giả. Hơn 90 tuổi đời, những người thân yêu, bạn bè ông, có người còn, người mất. Nhưng những kỷ niệm có nhau trong đời thì không thể mờ phai. Đây là đàn giáo rất dễ thương của con cháu Bùi Văn Hưu thờ tại nhà, sau đó tặng lại cho ông đàn khi nhớ bạn.
hay trống lông phụng của Việt Nam ông mua ở Pháp, đàn cò của Lữ Nguyên tặng, đàn tỳ bà, bạn bè đã gom góp tiền mua tặng ông khi đi Pháp. Nhìn nhớ ông nội, nhớ cô Ba Diện dưới tiếng đàn tỳ bà. Đi qua gần trọn một đời người, trải qua biết bao thăng trầm của đất nước, giáo sư Trần Văn Khê đã đi qua nhiều quốc gia trên thế giới, đã thuyết trình và thảo luận hàng trăm cuộc. Ở bất cứ nơi nào ông đến, ông cũng không bao giờ quên nói về đất nước Việt Nam, dòng nhạc Việt Nam, dòng nhạc truyền thống của dân tộc. Từ điệu hò, lời ru, tiếng hát, tiếng đàn như là hơi thở luôn song hành cùng ông trong mỗi bước đi. Bận rộn quanh năm, hết việc này đến việc khác, nhưng những công việc của ông đều gắn liền với nền âm nhạc dân tộc. Giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ Trần Văn Khê là người đã tiếp tục truyền thống của gia đình, đã truyền bá, giới thiệu âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam ra thế giới một cách tài tình và khéo léo, làm cho âm nhạc Việt Nam cùng hòa quyện khắp năm châu. Giáo sư Trần Văn Khê, gia đình ông là niềm tự hào của người dân Tiền Giang nói riêng và cả nhân dân Nam Bộ nói chung. Một minh chứng sống động về sức sống, sức lan tỏa của văn hóa truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập của nền văn hóa thế giới. Chương trình Người Tiền Giang kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.